Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện trong tháng 7 năm nay giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm gần 40% so với tháng trước. Mặc dù vậy, tính chung 7 tháng đầu năm, vốn thực hiện vẫn tăng. Cụ thể, tính đến ngày 20 tháng 7, 2021, vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,5 tỷ đô la, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, vốn FDI đăng ký mới, vốn điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 16,7 tỷ đô la, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 11,1%. Trong đó, tổng số 16,7 tỷ đô la vốn FDI nêu trên, 1.006 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 37,9%, với tổng vốn đăng ký đạt 10,13 tỷ đô la, tăng 7% so với cùng kỳ. 561 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư giảm 9,4%, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4,54 tỷ đô la, giảm 3,7%, và 2.403 lượt giấy phép mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài giảm 46,1%, với tổng giá trị vốn góp đạt gần 2,05 tỷ đô la, giảm 55,8%. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5 tỷ 492 triệu đô la. Tỉnh Long An vẫn là địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước với tổng vốn đăng ký 3 tỷ 580 triệu đô la.